Núi Cấm là ngọn núi linh thiêng bậc nhất tại miền Tây Nam Bộ. Đây là ngọn núi vô cùng huyền bí với những đạo sĩ tu hành và những loài dã thú khổng lồ. Truyền thuyết kể lại rằng bên trong lòng núi Cấm ẩn giấu cung vàng địa ngọc và những bí mật vô cùng to lớn. Từ trước đến nay chỉ có vài người đi được vào bên trong lòng núi và tận mắt chứng kiến những điều kỳ diệu bên trong. Một trong số đó là ông Bác Vật Lang. Ông là kỹ sư khoa học đầu tiên là người thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và toàn cõi Đông Dương. Bác Vật Lang đã can đảm đi vào bên trong lòng núi Cấm và đã gặp những điều vô cùng huyền bí. Sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá câu chuyện về chuyến đi kỳ lạ này. Bác Vật Lang tên thật là Lưu Văn Lang, sinh năm 1880 ở làng Tân Phú Đông, hạt Sa Đéc, nay là thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp. Ông là kỹ sư khoa học đầu tiên là người thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và toàn cõi Đông Dương. Ông Lưu Văn Lang rất giỏi về chuyên môn và theo lời đồn đại có khả năng tiên đoán những điều sắp xảy ra, đoán biết thiên cơ, nên được gọi là quan bác vật hay là bác vật lang, tương đương với nhà bác học lúc bấy giờ. Bác Vật Lang gắn liền với giai thoại ly kỳ liên quan đến núi Cấm An Giang, ngọn núi cao nhất vùng bảy núi Thất Sơn, nơi núi non trùng điệp với bao điều huyền bí, linh thiêng. Một trong những bí ẩn của vùng núi này là những hang động sâu hun hút, nhiều khe ngang lối dọc như mê cung. Chuyện kể lại rằng, một lần nọ có một đoàn thám hiểm người Pháp tổ chức thám sát các hang trên núi Cấm và Bác Vật Lang đi cùng. Đến một hang sâu gần đỉnh núi, mọi người muốn dò xét xem hang sâu như thế nào. Họ liền cột dây thừng vào con khỉ, rồi thả xuống. Một lúc sau, khi dây đã được thả rất là dài thì bỗng nhiên nhẹ hẳn. Mọi người kéo dây lên thì con khỉ đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sợi dây mà thôi. Đoàn thám hiểm tiếp tục cột một con chó vào đầu sợi dây, rồi thả xuống hang sâu. Được một lúc sợi dây cũng bỗng nhẹ tên. Khi kéo lên thì con chó cũng đã biến mất và dấu vết để lại cũng giống như lần trước, giống như cái ai đã tháo sợi dây ra. Mọi người vô cùng hoang mang và lo lắng vì không biết dưới hang sâu có ác thú hay là có điều gì kỳ bí, nhưng không ai dám xuống để kiểm tra. Bác Vật Lang khi đó tự nguyện cho mọi người cột dây vào người mình để thả xuống. Bác vật xuống được một lúc thì mọi người bỗng giật thót khi sợi dây bị tháo ra mà không thấy người trở lại. Cả đêm hôm ấy, mọi người hồi hộp chờ đợi nhưng không thấy nhà khoa học trở lên. Hy vọng mỗi lúc một mong manh. Trời gần sáng thì bất ngờ Bác Vật Lang từ dưới hang sâu bò lên. Cả người lành lặn nhưng ai hỏi gì cũng chỉ ú ớ và lắc đầu, không nói được lời nào. Ông được đưa về Sài Gòn để chữa trị. Sức khỏe có phần bình phục nhưng ông cũng chẳng chịu nói gì cả. Và ông thật sự nhìn thấy gì ở dưới hang núi Cấm? Đó là một bí ẩn mà ông đã giấu kín suốt cuộc đời, ai hỏi gì cũng không chịu nói. Về sau có một đoàn đại diện giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương tới thăm và hỏi ông đã thấy gì trong hang. Ông trả lời rằng, ở dưới núi Cấm là một mâm cơm dọn sẵn, trên núi là một cái lồng bàn, dở ra là ăn, các ông ráng tu. Đó là những câu nói cuối cùng của ông cho đến ngày nhắm mắt. Bác Vật Lang mất vào năm 1969 tại quê nhà, thọ 89 tuổi. Về sau người ta lấy tên ông đặt cho tên hang. Ông mất đi mang theo những bí ẩn dưới hang sâu mà sau bao nhiêu năm người ta vẫn tìm kiếm trong vô vọng. Nhiều tài liệu cho rằng hang Bác Vật Lang sâu đến nỗi đi cả ngày không giáp, cũng là hang sâu và bí ẩn nhất trên núi Cấm. Nhiều người gan dạ cũng đã từng xuống khám phá hang nhưng vẫn chưa có ai đi hết được hang để biết nó sâu bao nhiêu, có những gì. Đây vẫn là điều kỳ bí khiến nhiều người tò mò muốn biết. Tuy nhiên thực tế, vị trí hang Bác Vật Lang trên núi Cấm đến hôm nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Những bậc cao niên thì khẳng định hang Bác Vật Lang từng chui xuống nằm ở Vô Bồ Hông trên đỉnh núi, bên một vách đá treo leo hiểm trở. Người muốn tiếp cận miệng hang phải nắm rễ những cây cổ thụ tuột xuống từ từ và thọt chân vào hang. Hiện hang này đã bị lấp kín. Còn hang Bác Vật Lang hiện nay nằm bên trên điện ông thẻ là không chính xác. Một người dân kể lại vào ngày xưa, sư phụ của ông là một thầy tu, đã từng là một chuyến thám hiểm hang Bác Vật Lang trên đỉnh Bồ Hông.
Vị sư phụ này xuống hang cả ngày mà đi không giáp. Ông nói hang rất tối, rất rộng và có nhiều lối đi. Thấy không thể thám hiểm được lâu vì không mang theo lương thực, vị sư phụ này đã trở lên. Đã từng có một đoàn phóng viên đến Vô Bồ Hông nhưng tìm mãi vẫn không thấy dấu vết của hang này theo lời kể. Cho nên quyết định thám sát hang Bát Vật Lan gần điện ông Thẻ. Họ được một người sống nhiều năm và rành mọi ngõ ngách trên núi Cấm dẫn đường cho. Theo quan sát và dựa vào sự mô tả trong các tài liệu ghi chép lại thì hang này cũng rất giống với hang Bát Vật Lan xưa. Miệng hang cũng nằm bên trên vách đá treo leo sừng sững. Đường xuống hang có sợi dây thừng rất to để người thám hiểm có thể từ từ thả người xuống và đu ngược trở lên nếu cần. Mua một cái hộp quẹt và 6 cây nến to, nhóm phóng viên bắt đầu chui vào hang núi. Từng người một đánh đu trên sợi dây thừng. Xuống độ gần 10 mét, cửa hang bắt đầu nhỏ lại vì có một tảng đá to chắn ngang. Họ phải mọp người chui qua tảng đá rồi mất hút vào trong bóng tối. Người trong hang và người bên ngoài không còn nhìn rõ nhau nữa. Tiếng nói cũng rất khó nghe. Cuộc thám hiểm mới thật sự bắt đầu. Cảm giác của nhóm phóng viên rối bời, vừa hứng khởi vừa hoang mang, bởi vì họ không biết phía trước mình trong bóng tối đó có thứ gì. Lỡ may đối mặt với mãng xà thì làm sao tháo chạy. Bao nhiêu suy nghĩ, lo âu lẫn tò mò cứ vây lấy họ. Cầm ngọn nến leo lét, nhóm phóng viên cố mở mắt đến hết cỡ để xác định vị trí, dò dẫm từng bước chân trong hang tối. Không khí dường như ngày càng ít lại. Họ bắt đầu nghe mệt, hơi thở dồn dập và ngọn nến cứ tắt liên hồi. Gần nửa ngày lẩn quẩn trong hang sâu, chỉ có bóng tối bao trùm và không khí ngột ngạt. Nhóm phóng viên vẫn không phát hiện được gì vì tầm nhìn bị hạn chế. Chỉ biết bên dưới hang có khá nhiều ngõ ngách, kẹt đá mà theo người dẫn đường thì cái đi hoài vẫn còn lối, không sao đi giáp được. 6 ngọn nến và cái hộp quạt mới mua đều đã cháy rụi, sập hết ga. Nhóm phóng viên không còn gì để soi đường, đành phải nhắm hướng có luồng gió, chút ánh sáng leo lét để tìm đường ra. Lần dò hồi lâu, họ đã trở lại được cửa hang, túm lấy sợi dây thừng ngoi lên khỏi lòng đất đá. Vậy là sau bao nhiêu năm, hang Bát Vật Lan nằm ở đâu, sâu bao nhiêu? Và Bát Vật Lan đã thật sự nhìn thấy gì bên trong lòng núi Cấm mà khiến một nhà bác học tài hoa phải giữ im lặng suốt cả đời? Tất cả vẫn còn là một bí ẩn lớn chờ người khám phá. Vậy là Jerry vừa cùng với các bạn tìm hiểu câu chuyện về Bát Vật Lan thám hiểm lòng núi Cấm. Các bạn đừng quên bấm like và theo dõi kênh nhé. Jerry xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo.